Còi chào mọi người nhé. Hà Còi đang ở cảng cá Tân Sơn. Như thời điểm này thì Hà đến là buổi sáng. Chợ này thì chủ yếu là sẽ họp là vào buổi chiều, từ 12 giờ trở ra cơ. Tuy nhiên thì hôm nay thì Hà quyết định đến vào thời điểm buổi sáng xem là có cái gì để mua không. Ngao. Vâng, thì em quay lại. Chưa có gì nhiều mọi người. Là buổi sáng là chủ yếu là người ta bán cá vụn thôi, cá để làm thức ăn cho cá khác thôi. Còn lại có một vài hàng thì bán bề bề hải sản. Chợ này thì buổi trưa thì đông lắm, chủ yếu là tập trung bán buôn mà, để tỏa đi các chợ khác để kinh doanh ấy. Rồi Hà quyết định quay lại mua bề bề hoặc là mua cá song hoặc là cá vược mọi người. Anh ơi, bề bề này bán bao tiền cân rồi anh? Bề 150 anh ạ. 150 hả anh? Vâng, bề bề to sống đấy. Vâng, thế cho em 2 cân đi. Vâng. Cá này là cá gì đấy anh? Cá thu cam đây anh ạ. Cá thu cam à? Cá... 40.000 một ký cá này. Bao tiền một ký hả anh? 40.000 một ký. 40.000, con này khoảng mấy ký anh? Con đấy là 6 cân. 6 cân rồi. Vâng. Thích to quá to. Lấy cá mới đi. Đấy, rồi. Mới thế. Ừ. Ba con à? Cá to chưa mọi người? Ba con đang đăng bê. Anh nhìn thấy tổng cam. Cá thu cam mọi người. Chị về cho vâng. Thế nào cũng được, thêm một hai con cũng có ăn hết rồi. Tôi mua mông anh. Cá này thì về làm món gì được nhỉ? Nướng xào. Nướng xào. Hoặc là hấp sốt cà chua. Đây cả nhà 2 cân có 300.000 rẻ không mọi người? Cho em cân nghệ nữa đi. Hải sản mình cứ thiên về đồ sống mọi người. Mua thêm một cân nghệ nữa, thêm mực mọi người. Còn con nào bấy không em ơi? Bấy người ta lấy, rồi bấy nó tầm chặt, ai lấy con này cho không? Không. Vài con hưng cứng không? Không. Con này khoảng bao nhiêu ký hả chị? Chắc tầm khoảng 2 cân rưỡi, 3 cân. Cho em một con. Cá vược, mua thêm một con cá vược nữa cả nhà để nấu canh chua. Cá vược có ăn được gỏi không nhỉ? Được ạ, càng được. Ngon. Đây cá vược nữa cả nhà ơi. Bắn. Rồi cân cho em nhé. Cân cá vược. Đây, Hà mua thêm con cá vược nữa mọi người ạ. Để về cho bạn Tuấn bạn ấy biểu diễn. Nấu canh chua. Để sống cho em nhá. Rồi. Em về em tự làm thôi. Có cách nào mà em đi ô tô ấy thì này em sẽ chỉ ra cái. Khỏe không cả nhà? Khỏe nhá. Ui, cá này nhìn đẹp thế. Hải sản quê Hà rất là rẻ mọi người ạ. Hải sản phải nói luôn là ở cái chợ này rẻ lắm. Bề bề mà to đùng luôn, có 150 một ký thôi. Hà đến thời điểm buổi sáng, chợ này chỉ họp buổi chiều thôi nên là nó ít hải sản hơn. Buổi chiều thì la liệt luôn, có rất nhiều loài cá lạ không biết tên cơ. Ngao. Ngao này bán bao tiền cân hả chị? Ngao này là 25.000 cân. 25.000 cân. Ngao tại biển của nhà luôn nhất đây này. À, ngao ấy thì. Con này bao nhiêu rồi? 2 cân 8. Chưa bì rồi, bì rồi. Đây bì. Ok. Nhân tiền cho em ấy. Cho em 1 ký ngao nữa thôi. Anh này mấy cân ạ? 1 ký thôi. Này thì ngon. Nhân tiền cho em cả 2 ký 8 cá vược nhé. Ok. Rồi thế là ok rồi mọi người, một con cá vược 2 cân bề bề, 1 cân ghẹ và ngao. Anh có lấy thêm, nhà em có nhiều loại hải sản khô tươi.
À thôi, mình mua thế thôi. Cả cá hồi này, đầu cá hồi. À. Đồ thịt các kiểu luôn ạ. À, cô chủ nó dễ thương quá. Cảm ơn một lần. Anh cho anh gửi tiền với nhé. Sách rất là kệ nệ mà tổng chỗ này mua mới có hơn 800.000. 885.000 à. À ừ. Ăn thì không thể hết được rồi. Hai thùng bia. Cả nhà ơi, đã đến nhà bạn Tuấn rồi. Bạn thì đang chế biến các món mà Hà vừa mua. Ôi. Đây là các rau để nấu canh chua con cái đầu cá vượt mọi người. Còn mình thì làm món gì ở Tuấn? Mình làm cái xù đi. Chiên xù à? Ok. Ngao hấp nhỉ. Đầu cá vẫn sống mọi người. Dãy nó còn vừa làm chảy máu Tuấn ấy. Chảy máu luôn. Đây là sẽ có là bề hấp để ghẹ hấp này, đầu cá nấu canh chua và mình cá thì chiên xù ngao hấp nữa. Không có mấy người ăn. Bạn còn nấu canh chua thì mình yên tâm. Mình chỉ cần nhìn cái rau ngổ thôi là mình, với cả thịt là thôi là mình đã thấy là, với cả giá đỗ nữa là chuẩn rồi. Kể có đậu bắp nữa thì ngon. Đậu mùng, dứa đậu mùng. Dạ quê hạt cực kỳ là to luôn. Hai con vịt này 60.000 một con. Vịt 60.000 một con vịt cỏ đấy. Vịt cỏ. Đến mùa này nó kiểu béo mà. Cân cân 8 luôn. Ừ. Vừa vặt lông xong cơ quan. Ừ. Vừa làm thịt xong. Đây bề bề to cả nhà. Cả nhà nhìn con bề bề này vẫn còn sống nhá. To đi. 150.000 một cân. Nó rẻ. Đang làm cá đấy mọi người ơi. Con cá này nó khỏe quá mà nó làm bạn Tuấn chảy hơi bị nhiều máu. Quá khỏe luôn. Cá vược thì nó ăn không được ngon bằng cá song nhưng mà nó kiểu nó tươi này á. Tươi này thực ra có khi Tuấn thử nghĩ hay là hấp xì dầu Tuấn này. Mày có biết làm hấp xì dầu không? Làm hấp xì dầu á? Ừ. Hấp xì dầu thôi. Hấp xong là mang ra để cả con đầu nấu canh chua còn mình hấp xì dầu. Được không? Được. Không cần thuyền. Mình nấu theo kiểu là hấp ở trong xong là bỏ ra đĩa ăn thôi. Không cần phải ăn nóng như kiểu nhà hàng đâu. Nhỉ. Yeah. Đây mình bảo Tuấn bạn ấy làm đến đâu rồi. Đấy, đầu với ấy kia xong rồi còn cái này. Vuông đất, vuông đất như này luôn. Còn cái này thì là mình sẽ hấp xì dầu à? Dầu. Ừ. Thôi, ok đấy. Xem ra xem vợ Tuấn hạ cá sấu nhé bạn nhé. Các bạn vào kênh Hạ Cá Sấu để có thể ủng hộ bạn Hạ, đăng ký cho bạn Hạ nhé. Ngoài là, đây là gia đình đầu bếp. Ai cũng có thể vào bếp được. Chào cá chua hả bạn? Làm nấu canh chua. Gia vị thì gồm những gì vậy bạn? Cá chua này, đồng thịt này, cá chua này, cá nỗ này, lọc mùng này, lứa này, sấu này. Hạ cá sấu nên không thể thiếu được sấu đúng không? Sấu. Sấu cá chua nó mềm, gia vị xong rồi cho nước vào đun cho lại được. Thực ra nấu cá là cho cá khi nước lạnh nó rất là tanh. Ừ. Nên là đun nước lên. Mình đun sập sôi thì thả cá thì nó vừa giữ độ ngọt của cá. Ừ. Nó không tanh mà nó lại giữ được cái độ nguyên khối. Ừ. Cho là tay này nếu mà cá đây thôi thì nhiều ớt một tí ớt này là quả thì nó sẽ không bị cay kiểu là chuẩn bài rồi. Đun sôi đây rồi cho cá xong đun cho được cá rồi mình mới cho cái đồ ăn sau mà. Đun sôi nước sấu ngon này, hấp dẫn đấy. Tuấn ông thế nào? Ông đang xem lại video công thức cá hấp xì dầu này. Chết tôi thôi. Ôi, siêu đầu bếp này chưa được rồi. Là nhờ làm hộ con cá hấp xì dầu. Bây giờ ông ấy lên trên mạng, ông đang xem lại clip. Cháu thơm đây đúng không? Đây cả nhà nhìn con cá này nhìn hấp dẫn không? Đây là
cực kỳ, nó cực kỳ là trắng, cá vược đấy mọi người. Đây mới là 2/3 và 1/3 để bạn này hấp đầu. Thế bên này là nấu canh chua hết đây, chỗ này đây à? Tức là phải đun nước sôi lên mọi người, xong là mình mới cho cá vào thì nó không bị tanh. Không bao giờ bị tanh, mà nó khi mà nấu cá nó không có gì hết. Bây giờ bạn hạ sẽ cho cá vào. Cái đầu cá này tí nữa. Cái đầu cá này tí nữa bỏ ra xong là bắt đầu là gỡ thịt mới ngon này. Chấm mắm gừng đúng chuẩn và hài luôn. Cá này 3 cân. To quá. Mà có bao nhiêu tiền đâu. Thực ra chỉ cần cái đầu nó nấu đã ngon lắm rồi. Nấu tươi nhẹ nhàng. Tươi nó giói luôn. Nhờ lòng này. Rồi thì cái bộ lòng này nó bị tranh nhau không? Bóng bóng. Bóng bóng. Ừ, bao tử nữa. Rau này gồm là thịt là này, rau ngổ này. Với lại hành lá. Hành lá. Rau thơm. Đây là có cái phần dứa. Dứa dọc mùng của nhà. Dứa với dọc mùng. Làm sạch rồi. Dứa tự trồng luôn. Dứa thì mua. Dứa thì mua chứ. Có dọc mùng trồng lên bên đường không? Giá đỗ nữa. Giá đỗ nữa. Ok đấy. Ở siêu đầu bếp Tuấn đã học xong được công thức hấp gì dầu chưa? Học xong rồi. Lấy hấp nhé. Tí đun lên cái bếp xịt thôi. Đun vào nồi xịt xịt cũng được. Nhúng nóng được. Cho cà rốt đây này. Canh chua đánh bây giờ xấu đầu kia đánh xấu. Đánh xấu ra. Nếu như mà ở quê mình hay nấu cà chua ấy, thì mọi người hay nấu mẻ. Nhưng mà nếu mà nấu canh chua kiểu miền Nam thì người ta sẽ không nấu mẻ đâu. Đúng rồi. Nấu hoặc là ví dụ me hoặc là me xấu. Chứ mình nhiều lúc ấy cứ nấu cà chua xong rồi bảo thôi nấu canh chua cho mẻ vào nó không phải vị. Đúng rồi. Mà ở ví dụ như trong miền Nam thì họ hay nấu canh rau ngổ, canh chua rau ngổ. Canh chua rau ngổ với cả đậu bắp nữa. Đúng rồi, đậu bắp và có đậu bắp. Không, đây không có. Với lại ở Bắc thì hay nấu cà chua thì là hành, thì răm. Nhưng ở trong miền Nam thì nấu ngổ là chính. Mà chỉ nấu bằng hoa quả thôi chứ không nấu bằng mẻ. Okay. Mẻ thì phải nấu kiểu nhiều sốt cà chua ở mình ấy thì nấu mẻ. Xong rồi người ta hay để ớt cả quả này xong rồi tí người ta dầm. Đấy. Cả nhà ơi, bắt đầu là hấp. Hấp ở trên. Thì cái nước hòn của cá nó xuống thì nấu canh chua được. Nấu canh chua luôn. Đấy. Đấy, hay không ở nhà, ở dưới là canh nấu canh chua, trên là hấp cá. Không mất đi đâu cái gì, vợ chồng nhà này tính toán kinh thật. Đang làm gì đấy? Khi làm gì thì cầu ấy. À, trong đây có những gì? Anh tỏi, gừng, anh tỏi gừng. Hấp sâu rồi để cái dầu. Đấy hấp chỉ gọi là khoảng 2/3 thôi. Hay quá nhỉ. À, cái đấy là để của phần hấp dầu. Cà rốt, rau, hành. Cái dạng như kiểu ăn kèm ấy. Cái này có thêm hành tây nữa. Xào cái này lên thôi là cho xì dầu nhạt nhạt vào đúng không? Xì dầu nhạt nhạt, cho chút đường, chút tiêm cà, dầu hào đi. Dầu hào, cái cá này có khi được rồi nhỉ? Đây là bình hấp mà để nước ngọt ra này. Nó còn ở cái phần trong này nó phải đỏ một chút thì tí nữa sốt. Nó mới dai dai. Nó mới khô, dứa với cả. Trong ba cái thứ này thì có dứa đầu tiên thì nó tiết ra cái nước ngọt, nó thơm thì mình cho thơm của dứa. Vì cái giá đỗ với cái gì nhỉ? Đậu bùng này thì ăn sống cũng được mà. Đấy, cái cá vẫn còn nguyên này. Hấp dẫn lắm mọi người. Cá vẫn còn nguyên. Hay cho thêm vài con ngao vào. Con ngao cũng được, ngọt nước nữa. Ừ, cho khoảng chục con là cũng được. Đấy, thế thôi. Cái mặt nó đầy quá. Nhiều lắm rồi đấy. Cái nồi cá này thì siêu hấp dẫn. Còn bên này là nồi cá hấp xì dầu mọi người. Sốt xì dầu. À, sốt xì dầu. Bây giờ cho cá hấp vào đun một lúc. Coi như là xong rồi còn gì nữa, thì bây giờ chỉ cần hấp hải sản nữa là xong đúng không? Hấp cái đống hải sản kia nữa là xong mọi người, là ngồi ăn được rồi. Đầy ú luôn.
Đây là cá hấp thịt dầu cả nhà, đây cả nhìn to luôn luôn, một cúc cá. Cá là đã hấp sơ rồi. Sơ rồi, một cho xì dầu lên, cho rau vào. Bạn Tuấn vẫn học công thức trong vòng 5 phút, không biết kết quả như thế nào đây. Đẹp mắt không mọi người? Quá hấp dẫn rồi. Đổ nước xì dầu lên nữa là xong. Đổ nước xì dầu xong rồi xịt xịt. Chim thì khi đến nhà gặp bố Tuấn là bắt đầu được chủ đề chim thôi. Đây cá đây cả nhà ơi, nồi canh cà chua đây. Canh chua. Canh chua chắc ngon nhất cái đầu của nhỉ. Đấy, mình đun rất là lâu nhưng mà nó cũng... Hôm nay gọi là toàn chắc là bày chắc là đầy cái bàn này luôn đấy. Các bạn sẽ hấp ghẹ với bề bề cẩn thận nó cắp nhé. Nó còn sống ấy. Sống lên mọi người ạ. Đấy, nó cắp dính vào nhau này. Mình đun nước nếu mà hấp là mình đun nước sôi thì sôi lên, xong rồi là mình hạ nhiệt xuống. Hạ nhiệt xuống rồi mình cho đồ vào mình hấp. Nó đã có hết không? Mấy mẻ? Không, bây giờ có bề bề với ghẹ, bề bề với ghẹ còn bẻ đi, còn ngao hấp riêng. Nhưng mà có liệu có hết không? Thì cứ để xem như nào. Bề bề vẫn đang rất đạch mọi người. Bề bề mùa này thì chắc nhưng mà nó không có trứng. Ui, đây là vừa một nồi này. Đậy vùng vào là xong. Ok, chắc chỉ tầm 10 phút. 15 phút đi. Cho xả vào. Là cá hấp xì dầu này. Và đây là cá nục canh chua. Thú thử nào. Ông ơi, ông dùng đi ông ơi. Bố Tuấn bị đau chân nên không khoanh chân được. Chú lấy cho ông. Ơi cả nhà ơi nhìn đây. Đây là cá hấp xì dầu với cả bề bề với ghẹ hấp mà siêu rẻ luôn mọi người ạ. Còn 150.000 một cân. Quá rẻ luôn. Con này ăn nắm đặng. Vâng, nếu mà gút là cũng không kiêng nhé. Không được ăn. Đây chú mẹ. Nhưng mà không được ăn. Cắt đi. Ăn cái gì cắt lên. Đấy cho nóng. Hấp dẫn quá. Cắt này. Nóng. Ngồi đây nghe thấy cả tiếng chim hót nữa. Ông chơi chim được bao nhiêu lâu rồi ông? Lâu rồi. Mấy chục năm này. Tuấn có kế thừa chim không? Không. Tuấn thích hạt ạ. Chim mới hạt ạ. Quá hấp dẫn luôn mọi người. Bạn Tuấn vẫn ưu tiên cái bong bóng cá. Mời mọi người nha. Béo ngậy luôn. Quá ngon. Quá ngon luôn mọi người. Bỏ này, biết là ăn bỏ ăn cái con này. Cái bề này nhưng nó cũng chắc thịt đúng không? Còn con kia to. Con này to rồi. Này to. Nóng luôn. Kiếm được con có trứng nữa. Mùa này nó không có trứng không ạ? Xem này, xem con bề này có nhiều thịt không? Con nào con còn sống? Chắc nó rẻ đấy, sao to như này, có trăm rưỡi như này đấy.
rất chợ, là chắc chợ, cảng Tân Sơn nó rẻ mà. Tân Sơn rẻ lắm. Rồi rồi, cứ dùng đi. Cảm ơn nhé. Để ngoài các em. À, Tú thức ăn nè. Nay Hà đi mua được con to, có hôm không có con to luôn. Yeah. Không phải ngày nào cũng có đâu. Thuyền về có hôm mà người ta nhặt cho tôi con nào tôi lấy con đấy, tôi trả chọn thôi. Bán ra 2 cân thế là xong. Hấp dẫn các bạn ạ. Tú sẵn. Ngon. Tú à, sẵn. Ngon đúng không? Còn thằng Hà đây cũng nhìn là không biết. Ăn cái này uống rượu là ngon, uống bia rất ngon. Không, hải sản uống bia cũng được không ạ? Còn nguyên cục thịt này. Nguyên cục thịt luôn. Tôi hãy xin nhá, cảm ơn nhá. Cái vỏ cái đầu này nó canh bầu. Mời mọi người nhá. Nguyên này nó canh bầu. Cái gì đấy? Nguyên đai nguyên kiện luôn. Bóc về là như này thôi. Mình bóc bỏ đâu. À, bọn Tuấn ăn nè. Thích chấm tương ớt à Tuấn? Kinh thật. Ô, bóc được cả cái phần dưới rồi à? Nguyên cục thịt đấy à? Ừ. Em bóc được cả đuôi rồi. Kinh thật. Tuấn đúng là cả tay. Có tay dài. Nâng ly nè. Sức khỏe nhé. Quay về được không bạn Tuấn? Con thứ hai đấy. Được đúng không? Ờ, rất nhiều thịt nhỉ. Cái mẻ bề này là ok đấy mọi người. Nó nhiều chắc lắm. Tấm kia là tấm gì? Mù tạt à? Xì ra mù tạt à? Ổn không bạn? Sốc. Về. Bạn này ăn mình có bao nhiêu lắm? Cái nồi cá hấp xì dầu này cũng hấp dẫn lắm mọi người. Còn ngao. Ôi còn ngao hấp nữa. Ngao hấp phải lấy nước chứ. Ngao này uống. Ừ. Xin con ngao nhé. Mời mọi người con ngao nhé. Ngao ở Thái Bình là đất của ngao rồi. Đất của ngao, nghêu các thứ rồi. Về đây. Về đây thì nhiều thịt lắm. Quá là nhiều thịt luôn. Ngọt lắm. Cái này cứ ngồi cứ gặm gặm này à, vào bia vết nhỉ. À, trong gạn này có ổn không bạn? Dạ nó hơi bé nhỉ, hại nhỉ. Nhưng mà cũng mẩy đấy. Mà rẻ lắm nhé, có 200.000 một ký thôi. Nghệ này này. Canh chua cũng tuyệt vời lắm. Canh chua này, đúng rồi. Nếu mà uống rượu mà gặp bát canh chua này nhỉ. Thì là lâu say lắm đấy. Ôi, ngọt lắm. À, không, Tuấn học công thức hấp xì dầu có 5 phút mà Hà thấy là đạt chuẩn đấy mọi người ạ. À. Ghẹ thế nào bạn? Có chắc không? Tôi đang bảo là thứ 6 chuyển luôn cả quản lý. Này quản lý luôn nhà hàng. Mình cứ gọi là này. Quản lý nhà hàng với hạ đã khỏi chứ. Không hợp lý quá anh nhỉ? Ok không? Mang quần áo anh lên đây rồi. Để bé ăn mà đầu tư cơ. Chắc đúng không? Ừ. Trắng phao này. Cá thì nó là cả nhà cái ghẹ nhìn rất là bé nhưng mà lại rất là chắc thịt nhá, nhiều thịt. Chấm tương ớt. Ngon không? Chắc không bé mà chắc. Đấy nước xì dầu của Tuấn chuẩn luôn ạ. Chuẩn nhà hàng luôn ạ. Đấy, bạn Hạ ngồi đấy mình quay bạn Hạ ăn thôi. Nó mới ra vấn đề. Học món sau 5 phút thôi. Thật ra thì cái ngon hơn cái ông quay clip đấy nhỉ. Nấm. Hôm nay mâm hải sản này cũng lúng tung thập cẩm cả. Ngon mà nhỉ? Ngon đúng không? Ủa? Bạn thử cái cá ở trong này nào. Làm miếng cá đây.
đây là miếng khúc giữa. Ui dài lắm. Ừ nặng. Mà cái này nó không có xương mấy đúng không? Đúng rồi. Đây là, ui dài dã man luôn. Thử ăn cảm nhận nào bạn hả? Cá biển xương cá sông. Mời cả nhà nha, đây là miếng cá hấp xì dầu. Cá vương này nướng ngon đấy. Dạ. Cá vương này nướng ngon đâu nhỉ? Vâng. Khi mình hấp mà mình hấp tới hơn mình cho vào sốt này là vừa, còn đến một người hấp chín thì nó sẽ khô nên là ăn rất là ngọt. Ừ. Mà thơm. Kiểu ninh cái này phải ninh được khoảng cho thì đầu vào om phải được 10 phút rồi đấy. Ừ. Nó vừa đúng tầm ngon đấy nhỉ. Cá rốt không bị nướng. Cái này có khi tí nó có khi ăn bún được đấy đúng không? Nấm không bị nướng, ăn ngon. Nước thì đầu ngọt. Thơm đánh cái mùi tanh của cá đi. Ừ. Nhìn bạn Hạ ăn mình cũng có thể tắt máy quay ăn rồi mọi người ạ. Ngon quá. Ngon thật mà, mùa lạnh là mỗi nồi. Tiếp tục đi bạn này. Mùa lạnh là mỗi nồi này xong mình đi sau thôi. Này, này. Hôm nay trời lạnh đúng không? Ngồi xì sụp kiểu hấp xì dầu này là hợp lý. Đúng rồi. Các bạn muốn mở quán làm cái món này bán ra tiền. Ban đầu nào cũng nghĩ đến kinh doanh đấy. Thật mà đúng không? Một cái nồi này mà các ông uống bia ngồi nhậu cả tiếng. Ừ. Mà có 300 nghìn con cá vược này mà. Mà làm sao hết 300 nghìn được, bởi vì là chỉ hết một khúc thôi. Khúc thôi. Con ngon lắm. Con này là gần 3 cân anh nhỉ? Con này gần 3 cân. Hai đây được hai món rồi. Mà không ngồi bỏ ra nướng ngon. Nếu có thời gian nướng cũng ngon. Sau anh em nhậu. Gẹ đây bạn ơi. Bóc gẹ nhá. Con gà này bé nhưng mà rất là mẩy mọi người nhá. Toàn thịt là thịt. Ăn từ nãy giờ rất là nhiều rồi nhưng mà nó nghiện. Bọc đúng con không mẩy à? Mẩy mà. Mẩy à? Thịt không còn thịt nữa đây. Nó bé mà nó như thịt trên này làm gì nữa. Thế nó mẩy rồi. Gà này là tươi đấy chứ. Mà có 200 nghìn một cân mọi người nhé. Mọi người nếu mà ở Thái Bình thì có Hoa Quảng Tân Sơn nhé. Tân Sơn á, Quảng Tân Sơn á. Ừ. Mình cần mình cần gọi là chợ Bờ Sông. Ừ, thì gọi là cảng Bờ Sông cũng được. Hiện nay mà không được. Mọi người ấy, thì nói chung là hải sản ở Thái Bình không có tên tuổi trong bản đồ hải sản ở Việt Nam, nhưng mà khi mà Hà về quê thì vẫn rất là thích cái hải sản ở Thái Bình. Có gì nó thứ nhất là về cái khi mình mua được đồ ngon rồi giá nó lại ở mức độ hợp lý nữa thì cái niềm vui như kiểu nhân đôi mọi người. Thì hôm nay thì cũng được trải nghiệm cái hải sản ở Thái Bình khá là hài lòng. Thì Hà xin phép kết thúc video ở đây nha mọi người, hãy cho Hà một